mệt lắm chị ạ. Quả đúng khoai đi rồi, tao này bơm nước vào cho khoai lên, nó nhỏ khoai bên đẹp lắm, mới đến không có nước. Bơm cả can cả vào đây. Vâng, bơm hết. Mưa lông muối, muối. Đợt tới này không là nó lầu thì vỡ hết, nó cày lên thì còn nhặt được, chứ nó lầu thì lát hết hết còn đâu nữa. Ông ơi, ông làm nhá, con chưa về đây. Vâng. Sao đi đâu? Không lâu qua đây mua lạng sơn mua vai lắm. Nói như thế người ta còn mua như nói bằng một chân 4.000. Con cá như gì nữa? Cá chơi. Lên đây. Bảo bà xin đồ em ấy. Có lúc tìm không thấy. Anh ấy cấp 3. Một cấp 3 về. Làm đấy. Phải có. nhiều quả thế nhỉ? Hương thế. ngon, quả nào mọng nước này. Thôi. Nào mọng nước này. Cái sạch đây có lắm. Đây được có 10 cân, hơn 10 cân. Cháu ơi mua rau trong đây. Cân bó đấy ạ. 10.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh đi.